Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da cấp tốc đón Tết an lành mà không cần phải đi spa. Tết là dịp được nghỉ ngơi, đi chơi sau một năm làm việc vất vả. Vậy nên chị em nào cũng muốn xúng xính làm đẹp. Và trong thời gian trước Tết này, các chị em rất mong muốn có thể tìm được cho mình cách làm trắng da cấp tốc để kịp thời đón Tết nguyên đán. Và hôm nay, kênh Đẹp Online xin mách các bạn một cách làm trắng da cực đơn giản, cực hiệu quả. Vậy phương pháp đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé! Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là một quả cà chua. Cà chua một nguồn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách làm trắng da cấp tốc, an toàn và hiệu quả. Trong cà chua rất giàu vitamin C, vitamin E, vitamin A và B6, có khả năng làm sạch gốc tự do, ngăn chặn hình thành và phát triển hắc tố melanin, làm mờ vết thâm nên giúp làn da trắng khỏe từ bên trong. Axit tự nhiên có trong cà chua cũng giúp điều tiết bã nhờn. Do đó, nó có thể được biến thành một phương pháp tuyệt vời để điều trị mụn nhọt. Thứ hai là tinh bột nghệ. Với hàm lượng cao curcumin có trong nghệ, là một hoạt chất có tính chống oxy hóa cực mạnh. Nó giúp phá hủy hắc tố melanin rất mạnh mẽ, từ đó loại bỏ được các vết nám và tàn nhang một cách nhanh chóng, giúp ngăn chặn và hình thành các mô sẹo cực kỳ tốt. Hơn nữa, trong củ nghệ còn chứa rất nhiều vitamin A, E, C và các khoáng chất khác, giúp tăng sản xuất collagen, duy trì sự đàn hồi của da và làm sáng da rất tốt. Thứ ba là mật ong. Không chỉ chứa vitamin, dưỡng chất mà mật ong còn có rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm trắng da cấp tốc rất hiệu quả. Sự kết hợp giữa cà chua, tinh bột nghệ và mật ong giúp bạn nhanh chóng có được một làn da trắng sáng và hồng hào tự nhiên đón Tết. Cách thực hiện phương pháp này như sau. Cà chua sau khi rửa sạch, bạn cắt nhỏ và mang đi xay nhuyễn. Các bạn lưu ý là đừng cho thêm nước khi xay cà chua nhé. Và mình đã xay xong rồi đấy. Giờ mình sẽ đổ ra một cái bát sạch. Tiếp theo thì bạn lấy hai thìa cà chua vừa xay xong cho vào một cái bát khác. Với hai thìa cà chua này, các bạn cho thêm vào 1/2 thìa mật ong. Và 1/2 thì là tinh bột nghệ. Như vậy thì tỷ lệ giữa cà chua, mật ong và tinh bột nghệ là tỷ lệ 4:1:1. Giờ thì các bạn dùng thìa khuấy đều, hỗn hợp 3 nguyên liệu này lên.
Và đây là bát sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Với bát hỗn hợp này thì cách các bạn sử dụng như sau. Đầu tiên, bạn làm sạch vùng da của mình với nước ấm. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp này lên da. Tiếp theo thì bạn chờ khoảng 30 phút cho hỗn hợp có đủ thời gian thẩm thấu vào tế bào da. Trong khoảng thời gian chờ 30 phút này, các bạn có thể dùng tay massage nhẹ nhàng vùng da của mình khoảng 10 phút. Cuối cùng thì rửa sạch vùng da với nước ấm. Với phương pháp này, các bạn nên áp dụng 3 lần trên 1 tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Như vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Nếu bạn muốn có làn da đẹp đón Tết này thì đừng nên bỏ qua cách làm trắng da cấp tốc từ cà chua kết hợp với mật ong và tinh bột nghệ mà mình vừa chia sẻ ở trên nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.